hôm nay ASEAN cũng rất vui là được tham dự và chứng kiến cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình của tất cả cả nhóm cộng sự để cho ra được một cái sản phẩm, một bài hát, một tác phẩm đối với dòng họ với một cái ý nghĩa kết nối, lan truyền. Sự tham gia ở đây thì không phải chỉ có người họ Phạm mà họ Lê này và nhiều họ Nguyễn. Họ Nguyễn này, họ Nguyễn luôn. Họ Phạm Việt Nam dòng máu con cháu tiên dòng, khí thế oai hùng trôi loa lưu truyền muôn đời. Một lòng đoàn kết họ Phạm Việt Nam, chung tay kết nối anh em chung một nhà. Đừng ngại gian khó, thề nguyện hy sinh, tinh thần yêu thương họ Phạm người Việt Nam. Họ Phạm Việt Nam sự xanh lưu trang anh hùng, đất nước bao đời vẫn còn ghi ân người xưa. Họ Phạm Việt Nam cùng nhau tiến bước đi lên, anh em một nhà chung nguồn lá cờ họ Phạm. Một lòng đoàn kết họ Phạm Việt Nam, chung tay kết nối anh em chung một nhà. Từng ngày gian khó thề nguyện hy sinh, tinh thần yêu thương họ Phạm người Việt Nam. Sơn Lê Thị Minh Tiên là một trong những nhạc trưởng của cái dàn nhạc hợp xướng đã từng hát trong các cái buổi lễ dỗ của chúng ta các cái nhạc phẩm của họ Phạm, của nhạc sĩ Mai Phạm. Thì theo sư Tiên thấy là cái tâm huyết của Mai Phạm nó luôn luôn làm cái sự mới mẻ cho họ Phạm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái về cái nội dung á, thì Mai Phạm cũng nói là Phạm cố gắng để làm cho nó hùng hồn hơn. Thành ra nên lần này là hát á, cái phần mà hát á, thì có thêm một ca sĩ nữa là hai ca sĩ, thay vì lần trước là chỉ có một người hát thôi, giờ hai ca sĩ và có nhóm bè luôn. Về nhạc thì kỳ này có vẻ như so với những bài hát trước cũng có cái phần mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, mạnh mẽ hơn, hùng hồn hơn, đúng không? Có lẽ là một cái việc gì đó là có một cái tính chất giống như là thấm nhuần với lại dân tộc ta, trải qua một cái giai đoạn về lịch sử rất là chiến tranh chẳng hạn, cho nên là những cái ca từ một những cái âm nhạc nó đi theo, nó không có cái gì đó thể hiện sự mạnh mẽ. Thì họ Phạm thì cũng không thể nào mà tách rời khỏi với dân tộc được, đúng không? Đúng, nó cùng trong cái dòng chảy đó. Xin cảm ơn sư Tiên và xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình.